Ngày 29 tháng 6 vừa qua, chia sẻ trên chương trình truyền hình En Control của Brazil, một bà mẹ giấu tên đã kể lại câu chuyện kinh hoàng mà cậu con trai 10 tuổi của mình đã phải trải qua. Khoảng 10 ngày trước, con trai tôi xin ngủ chung trong phòng. Cháu có vẻ rất sợ hãi và khi tôi hỏi cháu thì cháu đã rất hoảng loạn. Rồi cháu giải thích rằng hồi sáng có xem một video trên tài khoản mạng xã hội có tên là Jonathan Galindo và nói con trai tôi hãy nhảy lầu. Người mẹ này còn chia sẻ cô nhận được tin nhắn qua Instagram với nội dung đáng sợ. Để con cô chơi với tôi, chẳng mấy chốc nó sẽ chết. Hãy chăm sóc con của cô trước khi tôi làm cho thằng bé tự sát. Cảnh sát bang Santa Catarina và nhiều bang khác ở Brazil sau đó cũng ghi nhận nhiều trường hợp người dùng mạng xã hội bị đe dọa từ tài khoản Jonathan Galindo. Trung tâm Tình báo và An ninh Thể chế của Tòa án Tư pháp Nhà nước Brazil lập tức đưa ra thông báo chính thức về hiện tượng Jonathan Galindo. Tài khoản bí ẩn này có hình ảnh đặc trưng là phiên bản nhân hóa méo mó của nhân vật hoạt hình nổi tiếng Goofy của Disney. Jonathan Galindo tiếp cận giới trẻ bằng cách gửi lời mời kết bạn hay tin nhắn trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Tài khoản này sẽ gửi một đường link khiến người dùng lộ IP khi truy cập, giúp hắn đánh cắp được những thông tin cá nhân của người dùng, thậm chí còn biết chính xác vị trí của họ. Nạn nhân bị đe dọa rằng họ sẽ chỉ có hai lựa chọn, thực hiện thử thách cá voi xanh hoặc gia đình sẽ bị sát hại. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn gọi video đến các tài khoản này, đăng những hình ảnh có nội dung đáng sợ nhằm mục đích gây hoang mang hay kích động tự tử. Twitter sau đó đã đình chỉ và khóa tài khoản gốc có tên Jonathan Galindo trên mạng xã hội này. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho biết, chủ nhân của tài khoản đầu tiên mang tên Jonathan Galindo là người Italia và đã bị bắt. Tuy nhiên, nhanh chóng, đã có nhiều kẻ tạo ra hàng loạt các tài khoản mới mang tên Jonathan Galindo. Hiện vẫn chưa có đơn tố cáo cũng như chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào gây ra bởi nhân vật bí ẩn này. Phía cảnh sát khuyến cáo các bậc cha mẹ giám sát việc sử dụng Internet của con cái, đặc biệt là những người mà các con họ liên lạc, đồng thời tìm đến các cơ quan chức năng và trung tâm hỗ trợ tâm lý nếu cần thiết. Ngoài ra, giới chức nhiều quốc gia đang thực hiện kế hoạch bảo vệ các thanh thiếu niên có tài khoản bị Jonathan Galindo nhắm tới, dựa trên thông tin của nhà trường và phụ huynh.